viên uống hỗ trợ giảm cân sinh học ADV, khắc tinh của mỡ cứng chai là lý do hàng đầu mà chị em vẫn thường đưa ra khi nói về việc giảm cân thất bại, là cho rằng cơ địa của mình khó giảm. Nhưng nguyên nhân thật sự nằm ở lớp mỡ cứng, chai lì đóng lâu năm trong cơ thể, những sản phẩm giảm cân thông thường lại không có khả năng tiếp cận và làm tiêu tan. Sớm hiểu được vấn đề mấu chốt này, viên uống giảm cân sinh học ADV ra đời, với công thức cải tiến của Đức giúp loại bỏ mô mỡ cứng đầu, đào thải tự nhiên qua đường bài tiết, xua tan nỗi lo về cơ địa. TPB vs KADV đang là sự lựa chọn ưu tiên của chị em phụ nữ vì sao mỡ cứng lại rất khó loại bỏ. Trái ngược, với mỡ mềm là do nguồn dinh dưỡng hấp thụ vào cơ thể không được sử dụng hết dẫn đến dư thừa, loại mỡ này rất dễ dàng và nhanh chóng bị đào thải nếu chúng ta kiểm soát tốt chế độ ăn uống, thường xuyên luyện tập thể thao. Còn mỡ cứng lại là một câu chuyện khác, chúng có cấu tạo phức tạp hơn rất nhiều, chủ yếu là độc tố tích tụ qua nhiều qua năm tháng. Vị trí mỡ cứng thường xuất hiện là ở eo, đùi, mông, lưng và được nhận biết bằng dấu hiệu vùng da sần sùi, không bằng phẳng, khi tác động vào sẽ gây cảm giác đau nhức, khó chịu. Mỡ cứng là kết quả của thói quen sinh hoạt không hợp lý, ăn uống quá nhiều thực phẩm dầu mỡ, tinh bột khiến cho độc tố mỡ thừa tích tụ ngày càng nhiều, là loại mỡ khó đào thải. Cộng thêm với việc nhiều chị em phụ nữ chưa hiểu rõ nguyên nhân tăng cân của bản thân đã vội vàng sử dụng thuốc giảm cân có chứa chất độc hại, những hóa chất này tích tụ khiến cho lớp mỡ càng trở nên chai lì hơn. Để giải quyết triệt để mỡ cứng, chúng ta phải cần đến sản phẩm có công nghệ tiên tiến giúp tiêu mỡ tự nhiên và an toàn. Mỡ cứng luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người vì chúng gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sức khỏe. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ADV, công thức tiêu mỡ sinh học đến từ Đức. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ADV đang được phần lớn các chị em ở độ tuổi từ 25 đến 50 tin tưởng sử dụng vì đáp ứng đầy đủ tiêu chí mà người tiêu dùng đặt ra về thành phần, công thức, cơ chế tiêu mỡ, mức độ an toàn khi lựa chọn sản phẩm hỗ trợ cải thiện cân nặng. Là dòng sản phẩm được Bộ Y tế cho phép sử dụng và có mặt trên các nhà thuốc. ADV có chứa chiết xuất quả bứa, đây là thành phần hiếm gặp ở các sản phẩm giảm các khác. Chúng có tác dụng ngăn ngừa lưu trữ lượng calo dư thừa, giảm cholesterol, điều tiết lượng máu và tăng cường trao đổi chất. Bên cạnh đó, chất enzyme có trong quả bứa giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, sự có mặt của lá sen, trà xanh, nấm phục linh, đinh hương, đây là những thành phần được đánh giá cao về khả năng sản sinh nhiệt lượng tự nhiên đốt cháy mỡ thừa, thúc đẩy quá trình bài tiết diễn ra nhanh chóng để đưa độc tố ra bên ngoài. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ADV sở hữu công thức cải tiến mới đến từ nước Đức với cơ chế hỗ trợ giảm cân an toàn, khoa học, tác động trực tiếp và phá hủy những lớp mỡ cứng chai lì tích tụ lâu năm mà không làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Bổ sung thành phần collagen peptide, đây là một loại protein sợi có mặt trong lớp mô ngoại tế bào của các tế bào sống giúp ngăn ngừa lão hóa. TPB vs KADV là dòng sản phẩm giúp giải quyết nhu cầu giảm cân, hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo trong cơ thể để sớm đạt được thân hình thon gọn như mong đợi. Hãy sử dụng một viên ADV mỗi ngày. Khi đã đạt cân nặng lý tưởng nên duy trì 2-3 viên mỗi tuần, sau một thời gian thì ngưng. Lưu ý uống trước bữa ăn sáng 30 phút. Đừng quên kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi đúng giờ, vận động cơ thể để có tinh thần thoải mái. TPB vs KADV với công thức tiên tiến có khả năng đào thải mỡ cứng một cách tự nhiên. Giờ đây, các chị em đang gặp vấn đề béo lâu năm, cơ địa khó giảm, hay mỡ cứng chai lì có thể tham khảo viên uống giảm cân sinh học ADV. Lưu ý, thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần của sản phẩm. Không dùng cho phụ nữ có thai, cho con bú, người dưới 12 tuổi, người tiểu đường, cao huyết áp.